Trưa ngày 8 tháng 8, thêm 4.941 người mắc COVID-19, tăng 1.143 ca so với trưa ngày 7 tháng 8. Long An, Bình Dương tăng mạnh. Số ca tử vong 234, số ca mắc cộng đồng 1.274 vẫn có chiều hướng tăng và phức tạp. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin COVID của kênh tin tức 24 giờ HD. Kính chúc quý vị có thông tin cần thiết khi trải nghiệm trên kênh của chúng tôi. Sau đây, mời quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi điểm qua tin nóng dưới đây. Bộ Y tế ra công điện khẩn cho phép các địa phương cách ly F0 tại nhà khi số ca mắc tăng cao. Bác sĩ mắc COVID-19 sau khi trốn về quê. Khoe chiến tích cầm thẻ đi chợ để đi tám chuyện lúc giãn cách. Đắk Lắk thêm 24 ca COVID-19, thành phố Buôn Ma Thuột kéo dài giãn cách xã hội. Vũng Tàu, một người tử vong tại chung cư mắc COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm hộ dân. 3 trung tâm hồi sức tích cực 1.500 giường chính thức hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, kính mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Thêm 4.941 người mắc COVID-19, tăng 1.143 ca so với sáng qua ngày 7 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ 60 ca, số ca tử vong 234 ca. Số ca mắc cộng đồng vẫn có chiều hướng tăng và phức tạp. Kính thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 8, Bộ Y tế cho biết trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.941 ca nhiễm mới, tăng 1.143 ca so với sáng ngày hôm qua 7 tháng 8, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 4.937 ca ghi nhận trong nước, 1.274 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 1.896, tăng 60 ca, Bình Dương 1.477, tăng 595 so với ngày 7 tháng 8, Long An vượt Đồng Nai với 724, tăng cao nhất 564 ca, Đồng Nai 390, giảm 76 ca, Sóc Trăng 94, Hà Nội 63, Đà Nẵng 62, Vĩnh Long 57, Đồng Tháp 48, Ninh Thuận 23, Thừa Thiên Huế 19, Kiên Giang 18, Bình Định 14, Hậu Giang 14, Phú Yên 13, Quảng Ngãi 9, Lào Cai 3, Hà Tĩnh 3, Thanh Hóa 2, Lạng Sơn 2, Sơn La 2, Bạc Liêu 2, Cà Mau 2. Tính đến sáng ngày 8 tháng 8, Việt Nam có 205.656 ca nhiễm, trong đó có 2.343 ca nhập cảnh và 203.313 ca mắc trong nước. Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch tại thành phố Hồ Chí Minh chạm mốc 119.802, Bình Dương 25.906, Long An 10.115, Đồng Nai 7.695, Đồng Tháp 3.924, Hà Nội 1.950, Phú Yên 1.689, Đà Nẵng 1.465, Vĩnh Long 1.274, Ninh Thuận 390, Sóc Trăng 370, Quảng Ngãi 351, Kiên Giang 337, Bình Định 328, Hậu Giang 281, Hà Tĩnh 208, Lạng Sơn 138, Thừa Thiên Huế 120, Thanh Hóa 89, Bạc Liêu 58, Sơn La 46, Lào Cai 43, Cà Mau 40. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên 201.692, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Tổng số ca được điều trị khỏi là 66.637, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 512, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 19. Sáng ngày 8 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 234 ca tử vong từ số 3.017 đến 3.250 tại 13 tỉnh thành phố như sau. Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 tới ngày 7 tháng 8, 185 ca. Thành phố Cần Thơ ngày 7 tháng 8, 7 ca. Tỉnh Bến Tre ngày 7 tháng 8, 7 ca. Tỉnh Vĩnh Long ngày 7 tháng 8, 7 ca. Tỉnh Đồng Nai ngày 7 tháng 8, 5 ca. Tỉnh Khánh Hòa ngày 7 tháng 8, 5 ca. Tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 8, 5 ca. Tỉnh Tiền Giang ngày 7 tháng 8, 5 ca. Tỉnh Bình Thuận ngày 7 tháng 8, 3 ca. Tỉnh Sóc Trăng ngày 7 tháng 8, 2 ca. Tỉnh Bình Dương ngày 7 tháng 8, 1 ca. Tỉnh Hậu Giang ngày 7 tháng 8, 1 ca. Tỉnh Trà Vinh ngày 7 tháng 8, 1 ca. Có 2 trên 62 tỉnh thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Cạn.
có 12 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Tổng số ca được điều trị khỏi là 66.637 ca. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 6.861.784 mẫu cho 19.403.096 lượt người. Trong ngày 7 tháng 8 có 356.544 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 8.896.615 liều, trong đó tiêm một mũi là 8.008.156 liều, tiêm mũi 2 là 888.459 liều. Bộ Y tế ra công điện khẩn cho phép các địa phương cách ly F0 tại nhà khi số ca mắc tăng cao. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công điện lưu ý các tỉnh thành tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm không để dịch tiếp tục bùng phát, lan rộng, hạn chế thấp nhất số ca mắc, số ca tử vong. Trong công điện này, với các tỉnh đang giãn cách theo chỉ thị 16, Bộ Y tế một lần nữa nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm, thực chất việc giãn cách theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó. Trong đó cần lưu ý trong thời gian nhanh nhất có thể phải thực hiện thần tốc xét nghiệm, tầm soát trên diện rộng theo mức độ nguy cơ. Trước tiên là thực hiện tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và với người có nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho sốt. Bên cạnh đó cần có kế hoạch lấy mẫu cho các nhà ở, hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn để tránh trùng lặp, bỏ sót, phát hiện sớm các trường hợp mắc. Trong công điện này, Bộ cũng hướng dẫn cụ thể tần suất xét nghiệm tùy theo mức độ nguy cơ của từng khu vực. Chẳng hạn, với khu vực phong tỏa, nguy cơ rất cao thì lấy mẫu cho toàn bộ người dân 3-5 ngày một lần tại nhà ở, hộ gia đình. Lấy mẫu gộp có thể thí điểm gộp mẫu 3 hoặc mẫu 5 đối với xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Tần suất này với khu vực nguy cơ cao là 7 ngày một lần. Với các khu vực khác sẽ lấy mẫu đại diện thành viên trong nhà. Đồng thời xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến bệnh viện khám chữa bệnh hoặc tại cộng đồng. Có thể tổ chức hướng dẫn người dân, người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu cụm công nghiệp tự lấy mẫu xét nghiệm. Các địa phương không thực hiện giãn cách tiếp tục đẩy mạnh việc xét nghiệm theo các hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành. Về điều trị, nhằm giảm các trường hợp tử vong, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh chuẩn bị phương án cao nhất có thể, bảo đảm oxy, máy thở, giường cấp cứu, thiết lập điều trị theo mô hình tháp 3 tầng, theo tiến triển và mức độ lâm sàng của người bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành linh hoạt trong việc giảm thời gian nằm viện, cách ly y tế tại nhà nếu đủ điều kiện. Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết trong trường hợp số lượng người bệnh tăng cao, song cần quan tâm đến các tổ công tác y tế, tổng đài tư vấn để kịp thời phát hiện khi có dấu hiệu chuyển nặng. Đồng thời tổ chức khám điều trị cho người có bệnh lý nền, người cao tuổi tại nhà và được phép phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính cho 3 tháng. Trong công điện này, Bộ Y tế tiếp tục nhắc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí. Trong đó ưu tiên khu vực đang có dịch, tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, lực lượng tuyến đầu phát triển kinh tế. Bộ không giới hạn số lượng người tiêm cho mỗi buổi tiêm chủng, thực hiện tiêm cuốn chiếu, khu vực nào xong khu vực đó để tạo ra vùng xanh an toàn trong khu vực đang bùng phát dịch. Bác sĩ mắc COVID-19 sau khi trốn về quê. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi, tỉnh Sóc Trăng, Bệnh viện Sản Nhi, cho biết đơn vị đã có một bác sĩ nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại khoa ngoại nhi. Người này được chuyển đến Bệnh viện 30 tháng 4, thành phố Sóc Trăng để cách ly và điều trị. Liên quan đến nam bác sĩ 29 tuổi này, Bệnh viện Sản Nhi đưa 78 F1 đi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Sóc Trăng, kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với SARS-CoV-2. Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, Bệnh viện Sản Nhi thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và chữa bệnh thông thường từ chiều ngày 6 tháng 8. Trên 350 cán bộ, nhân viên còn lại của bệnh viện và 216 bệnh nhân, người nuôi bệnh được xét nghiệm cho kết quả âm tính với nCoV. Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi, bác sĩ Thịnh quê ở ấp Trà Lê 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng. Trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 19 tháng 7, bệnh viện bố trí nơi ăn ở tại đơn vị cho tất cả cán bộ nhân viên y tế có nhà ngoài địa bàn thành phố Sóc Trăng. Bác sĩ Thịnh lấy lý do có người thân ở đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Sóc Trăng nên xin không ở lại bệnh viện. Trong lúc giãn cách xã hội, nhưng bác sĩ này trốn về quê để thắp nhang cho cha trong ngày giỗ 30 tháng 7.
Khi vụ việc được phát hiện, bác sĩ Thịnh khai rằng đã xin một người tên Tài là phó chủ tịch xã Thuận Hưng để qua chốt và còn ôm cổ người này, bác sĩ Hà nói. Theo CDC tỉnh Sóc Trăng, vợ chồng ông Nguyễn Tấn Tài, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Hưng đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2. Ngoài hai người này, ổ dịch tại đám tang nhà bà T gần nhà ông Tài có hai người ở xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú và một người ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành mắc COVID-19. Theo điều tra dịch tễ, bà T bị bệnh hiểm nghèo. Trước khi gia đình xin đưa về nhà và tử vong sáng ngày 29 tháng 7, người phụ nữ này điều trị tại khoa nhiễm E của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Ngày 2 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng phát hiện một bảo vệ dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngành y tế xác định mẹ, con gái và một người họ hàng của bà T nhiễm nCoV. Truy vết các trường hợp liên quan F0, cơ quan chức năng phát hiện gia đình bà T đã tổ chức đám tang từ ngày 29 đến 31 tháng 7. Khoảng 20 người ở huyện Mỹ Tú và hai xã của huyện Châu Thành đến chia buồn với gia đình. Họ không biết mẹ, con ruột và một người thân của bà T nhiễm SARS-CoV-2. Trong những người dự đám tang có vợ của ông Tài, người được phân công phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Trước khi được đưa đi cách ly, điều trị COVID-19, ông Tài bị Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú đình chỉ công tác vào chiều ngày 5 tháng 8. Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có 388 F0, 48 người được điều trị khỏi bệnh. Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 11 trên 11 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Khoe chiến tích cầm thẻ đi chợ để đi tám chuyện lúc giãn cách. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã làm việc với chị Lê Thị Kim Mai, 34 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, để cùng củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Vào sáng cùng ngày, tài khoản Facebook Lê Kim Mai đã đăng tải nội dung: lâu lắm mới được chạy xe ra đường, má ơi, cái nắng gần 40 độ có thể làm mình say, cơ mà chạy lượn vài vòng mua đồ. Ghé nhà bạn tám chuyện mà hắn vui quên cả mệt và nóng luôn. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc. Đến trưa, Công an quận Thanh Khê xác định chủ tài khoản Facebook trên là chị Mai nên đã làm việc với người này. Bước đầu, chị Mai thừa nhận đã sử dụng giấy đi chợ mà chính quyền địa phương cấp cho mẹ để đi chợ Thanh Khê. Người này còn tiếp tục sử dụng giấy trên đến nhà bạn trên đường Trần Cao Vân để trò chuyện. Về nhà, chị Mai dùng tài khoản Facebook của mình để viết nội dung như trên: thành phố Đà Nẵng đang áp dụng chỉ thị 5 thực hiện giãn cách xã hội, hành vi của chị Mai vi phạm quy định về phòng chống COVID-19. Được biết, những ngày qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát hiện nhiều trường hợp cấp giấy đi đường hoặc sử dụng giấy sai quy định của chỉ thị số 05. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khi kiểm tra các loại giấy, nếu không phù hợp phải lập tức thu hồi, đánh dấu hủy, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức sử dụng giấy đi đường không hợp pháp để qua chốt với khung xử phạt cao nhất của mức xử phạt. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ Đà Nẵng đã xử phạt cá nhân và tổ chức vi phạm cấp giấy đi đường sai quy định. Theo đó, Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh Vận tải AHP chi nhánh Đà Nẵng đã cấp khống 7 giấy đi đường sai quy định cho nhân viên. Sau đó, nhân viên mang các giấy đi đường này về phát cho hàng xóm. Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ xử phạt hợp tác xã và nhân viên hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, áp dụng Nghị định 117, mức phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân. Hợp tác xã Kinh doanh Vận tải AHP chi nhánh Đà Nẵng, đại diện là ông A, giám đốc, chịu mức phạt 15 triệu đồng. Đắk Lắk thêm 24 ca COVID-19, thành phố Buôn Ma Thuột kéo dài giãn cách xã hội. Kính thưa quý vị, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin, địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19. Trong ngày, có một bệnh nhân tử vong là bệnh nhân có bệnh nền. Cụ thể, theo bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk xác nhận, bệnh nhân 56 tuổi vừa tử vong vào trưa ngày 7 tháng 8 có bệnh nền chấn thương cột sống, liệt và yếu tứ chi, đã nằm tại chỗ mấy chục năm nay. Trước đó, ngày 23 tháng 7, bệnh nhân vừa tử vong được xác định là F1 của bệnh nhân 62.989 và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó diễn tiến bệnh nặng, phải liên tục lọc máu và rơi vào trạng thái hôn mê trước khi tử vong. Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk, hiện có nhiều bệnh nhân có triệu chứng nặng đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến chiều ngày 7 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 371. Trong đó đang điều trị 356 trường hợp, 14 trường hợp khỏi bệnh và 1 trường hợp đã tử vong, nêu trên.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố trung tâm tỉnh Đắk Lắk tiếp tục áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 thêm một tuần, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8 tháng 8. Còn địa bàn huyện Cư Quyên sau 2 tuần áp dụng chỉ thị 16 sẽ áp dụng chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 8 tháng 8 đến hết ngày 21 tháng 8. Đối với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15 đến hết ngày 17 tháng 8. Vũng Tàu, một người tử vong tại chung cư mắc COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm hộ dân. Quý vị thân mến, một người đàn ông có bệnh lý nền đái tháo đường, cao huyết áp, suy tim đã tử vong trong căn hộ của tòa nhà A1, chung cư Lakeside, thành phố Vũng Tàu. Chính quyền đã phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm. Đến 22:30 ngày 7 tháng 8, việc lấy mẫu xét nghiệm tại cụm chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu vẫn đang được tiếp tục. Trước đó vào sáng cùng ngày, ông DKT, 64 tuổi, ngụ ở tầng 9 tòa nhà A1, chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, có biểu hiện ho và khó thở. Người dân gọi xe cấp cứu. Trong khi chờ xe đến, tổ y tế của phường và người dân lên nhà cấp cứu cho ông bằng cách ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, ông T đã tử vong. Kết quả xét nghiệm nhanh và PCR xác định ông đã mắc COVID-19. Ngay trong sáng ngày 7 tháng 8, chính quyền địa phương đã phong tỏa block chung cư A1 và 2 block bên cạnh với 533 hộ, hơn 2.400 nhân khẩu, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hàng trăm hộ dân tại đây. Việc lấy mẫu kéo dài đến tận 22:30 cùng ngày, hiện chính quyền và ngành chức năng đang tích cực truy vết và khoanh vùng dập dịch. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 7 tháng 8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 62 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 20 ca trong các khu cách ly tập trung và 42 ca trong các khu phong tỏa. Đến ngày 7 tháng 8, có 183 ca nhiễm COVID-19 khỏi bệnh. 3 trung tâm hồi sức tích cực 1.500 giường chính thức hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, 3 trung tâm hồi sức tích cực điều trị COVID-19 với quy mô 1.500 giường tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động kịp thời đón bệnh nhân nặng và điều trị, giảm tải cho các bệnh viện khác đang quá tải. Chiều ngày 7 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành 3 trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc sự quản lý của 3 bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, bao gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế. 3 trung tâm hồi sức tích cực mới khánh thành có quy mô 1.500 giường, bao gồm Trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16, quận 7, quy mô 500 giường, Trung tâm hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13, huyện Bình Chánh, quy mô 500 giường, Trung tâm hồi sức Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 14, thành phố Thủ Đức, quy mô 500 giường. Tại Trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai, đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16, quận 7, các nhân viên y tế đang gấp rút hoàn thành những công đoạn dọn dẹp cuối cùng. Giai đoạn đầu, trung tâm hồi sức tích cực điều trị COVID này sẽ khởi động 100 giường hồi sức, 400 giường tiếp theo sẽ được triển khai ngay sau đó để hoàn thành đủ 500 giường khi bệnh nhân tăng. Hàng trăm nhân viên y tế được huy động để vận chuyển thiết bị như máy thở, máy lọc máu, hệ thống ECMO vào lắp đặt tại các phòng bệnh. Mỗi phòng có 4 giường bệnh với đầy đủ máy móc, trang thiết bị. Chúng tôi đã được đào tạo để vận hành đầy đủ các thiết bị. Trước khi đưa vào điều trị cho bệnh nhân, anh em phải kiểm tra thật kỹ để tránh sai sót, điều dưỡng Nghiễm Kim Hóa cho biết. Bệnh viện Dã chiến số 16 đã được lắp đặt bồn oxy lỏng có dung tích 7,5 mét khối. Hệ thống bồn oxy lỏng được lắp đặt dẫn khí đến tận giường cho bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng. Lực lượng y tế làm việc tại trung tâm hồi sức tích cực được hướng dẫn cách mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang đúng cách trong khi thực hiện công việc để chống nhiễm khuẩn. Các khu vực, phòng điều hành, nhà kho, phòng hành chính cũng đã được thiết lập, vận hành bên trong trung tâm hồi sức tích cực điều trị COVID-19. Như vậy, chỉ sau hơn nửa tháng xây dựng, Bệnh viện hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường đặt tại Bệnh viện Ung Biếu cơ sở 2 thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động, Bộ Y tế đã khẩn trương điều động nhân lực, huy động vật lực chưa từng có để thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch trong bối cảnh số ca mắc và tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh ngày một tăng cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.